Ok, hôm lên em, hôm nay chúng ta lại thử một con game mới. Thực ra thì cũng không thể gọi là mới nữa. Con game này chính xác hơn thì nó là sắp mới thôi. Nó chưa có ra mắt. Đây là cái bản test sớm của mà trên Steam. Hiện tại con game này anh em chưa thể chơi được cộng đồng đâu. Anh em muốn chơi con game này thì bắt buộc trong danh sách bạn bè của anh em á phải có ít nhất một người có game thì nhờ cái người đó invite cho anh em vào để chơi. Ngoài ra thì cái khung giờ họ mở cũng rất là giới hạn nữa. Anh em invite trong chờ 1-2 ngày rồi vào game, rồi sau đó phải chờ cái server mở cửa nữa, nên hiện tại con game này cũng tương đối ít người chơi. Chúng ta chưa thể chơi được bốn biến đại giờ đâu. Đây xem như cái bản bui sớm. Nói về con đít lúc này á, anh em mà chơi game qua nền tảng Steam nhiều thì chắc cũng biết những cái con cưng của Steam được phát hành bởi Valve á, chính là những cái con như là Half-Life nè, CS:GO nè, Portal nè, hay là Team Fortress 2 nữa. Đấy là những cái con mà rất là nổi tiếng của mà Valve phát hành trên chính cái nền tảng Steam của họ luôn. Nói chung là con ruột trong cái ngôi nhà của chính mình. Thì đây là một con đít lúc cũng là của họ luôn đó. Nổi tiếng với cái sự không đếm đến ba thì con đít lúc này thì Deadlock nhá. Ủa? Deadlock chứ không phải Deadlock nha, tôi nhầm hai chữ O. Thì con Deadlock này cũng là một cái sản phẩm mới ra mắt của họ. Về cơ chế con game này á, anh em hiểu đơn giản một điều là nó giống như con Liên Minh Huyền Thoại 6 vs 6 đấm nhau, nhưng mà những cái vị tướng này sẽ sử dụng súng ống thiên về những cái bộ kỹ năng nhiều hơn. Thiên nhiều bộ kỹ năng nhiều hơn, nó giống Liên Minh Huyền Thoại kết hợp với Overwatch 2. Overwatch 1 nhá, Overwatch 2 thì còn có 5 vs 5, mà Overwatch 1 á, thì mới 6 vs 6. Đây, anh em nào muốn chơi game này nhờ bạn bè bấm vào cái invite vô game này. Sau đó invite xong thì chờ 1 đến 2 ngày, sau đó thì mới vào game để trải nghiệm. Ngoài ra server nó cũng mở cửa giới hạn đó. Thứ hai và thứ ba từ 2 giờ sáng, 2 giờ tối đến 2 giờ sáng. Của 2 giờ chiều đến 2 giờ sáng. Thì tương tự thứ sáu và chủ nhật cũng vậy luôn. Local time là giờ địa phương đó nha, tính theo khu vực châu Á mình, tức là máy của tôi thì phải tới 2 giờ chiều tôi mới bắt đầu chơi được game này. Hiện tại thì cũng chưa có chơi được đâu, tôi vô hướng dẫn cho anh em tí làm quen game. Game này anh em nhìn có vẻ là hỗn loạn tương đối phức tạp nhưng thực tế nó dễ lắm. Đầu tiên bắt đầu á, trước khi anh em học cách chơi anh em vô option chỉnh cái đi. Đây, option nó có rất nhiều loại luôn, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là cái video. Những anh em nào máy yếu như tôi đó, anh em có thể kéo cái game đời cho nó up xuống để mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến FPS. FPS thì bên đây. Đó, anh em kéo cái này xuống cho nó ảnh hưởng rất là nhiều đến FPS nè. Ngoài ra anh em có thể sử dụng FSG đồ, FSG 2 đồ, nhưng mà tôi khuyến khích anh em á, đừng nên sử dụng FSG trong những con game bắn súng FPS. Nó rất là khó chịu luôn, nhất là khi cái độ phân giải của anh em nó nhảy lên nhảy xuống liên tục, thì dù cái FPS có cao đi nữa anh em cũng rất là khó chơi. Ngoài ra thì con máy tôi rất là yếu luôn, đổi lấy cái sự mượt mà trong con game cạnh tranh đối kháng như thế này tôi phải hy sinh rất là nhiều thứ. Anh em ghé vào đây thì họ có mô tả rất là nhiều. Cái quan trọng nhất là cái dòng cuối á, cái dòng cuối dưới này nè, phần tiêu tốn hiệu năng á, thì small á, thì mon nó thì nó nhỏ thôi, còn nếu như lớn á, thì anh em lên khoan hãy chỉnh, tốt nhất là đừng có chỉnh như heavy là nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng rất là nhiều luôn. Nên anh em là máy cao hãy chết vào những cái này, còn máy yếu như tôi ọp hết đi. Tôi chỉ dám bật cái cử găng cưa với mà cái nền tảng đồ họa này thôi, còn lại không dám bật mấy cái khác nữa, do con máy tôi nó cũng thuộc dạng già cỗi lắm rồi. Rồi khi anh em setting con game mượt mà đó, anh em nào có đo FPS đó thì đo, còn không có game nó sẽ hiện ở góc này cho anh em. Rồi trước khi anh em chơi thì khuyến khích anh em nên bấm vô cái học cách để chơi một lần. Anh em nào mà lười bấm vô học cách để chơi, anh em xem cái video này cũng được. Anh em nào mà biết rồi thì anh em có thể tua qua luôn, tôi sẽ để cái mốc thời gian ở đoạn dưới đó cho anh em tua qua. Bây giờ thì bắt đầu chơi, nó có rất nhiều loại luôn. Mình có huấn luyện Hego nè, mình huấn luyện là theo cái tiếng đường nè. Đây, con game này thì đây mình có thể đu trên dây nè, chạy như vậy là nó hướng dẫn cơ bản thôi. Rồi cái lane, lane là con game này nó có bốn đường chính, bốn cái lane, 6 vs 6, bốn lane nữa, nên thành ra bây giờ 1 đến 2 người đi chung một lane cũng không thành vấn đề. Mấy cái ổ chấm chấm này nè, đó mấy ô chấm chấm vuông vuông này trên bản đồ đó, nó chính là gọi là bảy quái rừng đi ha, gọi là bảy quái thành phố đi. Anh em có thể vào đó farm quái chứ không cần phải đi lên. Có bốn lane chopper, những cái lính thì đương nhiên có lane là phải có lính rồi. Đây có những con lính như đánh gần, lính đánh xa gì đó, lính bút gì đó, thì giống con xe, giống con lính thường bên Liên Minh thôi. Đây là cái trụ Guardian thì nó giống như cái trụ bên Liên Minh vậy đó. Tôi sẽ liên kết hai cái nhau cho anh em dễ hiểu tí, anh em là chưa chơi Liên Minh thì tôi cũng đành chịu thôi. Đây nó giống như cái trụ thì có bốn lane thì sẽ có bốn trụ như thế này. Sau trụ nữa thì đến cái trụ hai thì nó mạnh hơn, thay vì gọi trụ hai thì chúng ta có con Wedge là con trụ bự hơn đi. Con này là con thủ hộ giả, còn con này con Wedge. Khi vô đến căn cứ thì sẽ có những cái con bự như thế này đó, hai trụ luôn, hai trụ trong căn cứ đó. Rồi bên này là điều khiển cơ bản, mình có thể nhảy, chạy nhảy đơn giản hiểu rồi, double jump nhảy lên dây. Nhảy lên dây á thì khi anh em coi cái map nè, anh em chiếm được cái trụ này á thì cái line này nó sẽ cao lên hơn nữa đó, line này sẽ dài hơn, nên lúc đó anh em có thể nhảy lên cái cọng dây, anh em đu đi nhiều hơn. Mình cứ nhìn lên cọng dây bấm nút nhảy là nó nhảy à, bắn thì khỏi nói bình thường, ngắm bắn cũng bình thường luôn. Nội tại kỹ năng mỗi con tướng sẽ có một
bốn cái chuyện kỹ năng nhất định là 1, 2, 3, 4 nè, tí nữa tôi thử cho anh em. Cái này tương tác với bậc cảng, khi mình đứng gần tường mình bấm nó nhảy để leo lên tường. Con này có đánh gần chiến luôn chứ không phải là mỗi súng không, thậm chí có một số con quy cận chiến đó là mạnh đó, nhân quy thì đánh gần chiến, đè nút quy thì đánh mạnh hơn. Sau là anh em dạng như là tiền nhá, gọi là vàng á, mình dùng những cái sâu này khi giết quái, giết tướng hay là thực hiện cái nhiệm vụ cho thành công, farm quái gần nè thì sẽ được cái chỉ số sâu linh hồn. Có linh hồn này mình sẽ sử dụng nó mua, do nó là cái đơn vị vàng trong mấy con game khác á, hiểu đơn giản vậy đây. Đây có rất nhiều cách để mình thu nhập mấy cái linh hồn đầu luôn, như là tương tác hỗ trợ gì đó. Rồi bây giờ đến cái phần nâng skill. Nâng skill thì giống như bên liên minh mình lên cấp thì có điểm kinh nghiệm, nếu mình nâng skill ở đây nó có 4 skill, lên cấp thì mình cứ nâng chọn một trong 4 skill mình nâng. Cửa hàng thì đương nhiên có một số cửa hàng gửi gác trên bản đồ, cũng có một số cái nhà luôn, anh em không bắt buộc phải quay về nhà để mua đồ, anh em có thể mua ngay cạnh cái đường lan luôn nè đó. Nhưng mà khi cái chủ anh em bị phá hủy thì cái shop này cũng đóng cửa nha, lúc đó phải quay về nhà mua rồi. Đồ thì có rất nhiều loại, tí nữa tôi sẽ nói mấy cái đồ này sau. Phương thức đặc biệt di chuyển thì mình có nhấn nút control để mà lướt, rồi nút bù zoom, rồi đáp, rồi lướt trên không, rồi đáp zoom, rồi có phải ghi nữa à, phải ghi nút F để đánh chống mấy thằng cận chiến. Rồi chúng ta xong cái phần này rồi, chúng ta chuyển qua Hego Training. Ở đây thì có rất nhiều Hego, khoảng 20 mấy con, để tôi đếm này, 5, 10, 15, 20, 21 gì đó. Thì thực tế tôi chỉ mới chơi có con bé này thôi, chém gió như em nãy giờ nhiều chứ tôi chỉ mới chơi con bé này có một ván thôi mà. Những cái con có cái mũi tên màu xanh này, nút like này, thì nó là dành cho người mới. Nếu là mấy người mới chơi thì nên chơi những con này, nó rất là dễ dàng, còn mấy con khó khó như thế này. Ý, này Yamato hả? Sao giống cầm cái kiếm cái gì? À bộ kêu nó chém không nè. Ôi nhảy là chém. Con này chết chơi cận chiến rồi. Thôi thì bỏ tay cái vụ đó. Cái này là bà già được quảng cáo trong game này rất nhiều nè. Bà chơi cung, một trong những cái con bắn one hit cực kỳ mạnh trong game này. Nói vậy chứ tôi không biết đâu, chém gió như vậy thôi. Em này cũng xinh quá à. Lady Gap. Lady Gap. Rồi chúng ta thử nhân vật này ha. Rồi chúng ta vô Hero Channel. Nhảy bắn rồi nhôm lên vì lót rồi đáp rồi đu lên dây đó, xong cái cơ chế điều khiển cơ bản. Leo lên bức tường chứ, leo lên tường đây, đứng gần bức tường bắn nút nhảy đã leo lên thôi đó, đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ hỗ trợ sử dụng cái bộ kêu, là anh em có thể đè nút Enter trái hoặc là nhấn nút tab cũng được, giữ nút tab nha. Ở đây nó có 4 kêu. Đây, một trong 4 kêu thì tôi nâng cái kêu quy lên. Khi nâng cái kêu này lên á, anh em nhìn thấy bên đây nó có 4 cái bạch, nó 3 cái bạch nữa nè. Mình sẽ tốn 1 điểm linh hồn để nâng cái kêu này. Thì tốn thêm 1 linh hồn nữa để nâng cấp cái kêu quy kêu số 1 này lên. Thì nâng cấp một lần một thì nó sẽ cộng thêm 2 mét. Dạ, nó cộng 2 mét với phạm vi của cái kêu. Nâng cấp thêm lần 2 nữa thì cộng thêm đam. Nâng cấp cái lần 3 nữa thì nó tốn cái 5 điểm lận. Lúc đó thì cái bơm nó sẽ nổ ra một vùng gây cái đam kéo dài trong 6 giây luôn. Thì tương tự thì mỗi con tướng sẽ có 4 kêu. Đa số trong đó là những cái kêu chủ động thôi chứ không phải là bị động nha. Đó, 4 kêu. Cái kêu này của tôi là cái gì đó? Hy sinh máu của bản thân mình, phóng ra một cái lưỡi dao, nó sẽ tắt lên rất là nhiều lần. Rồi, khó. Kêu hút máu à. Chọn cái mục tiêu rồi bắt đầu hút máu cái nhân vật đó luôn. Cái này đổi máu với cái mục tiêu. Rồi, khi máu của mình gần hết thì mình đổi máu với mục tiêu theo chỉ số máy hiện tại của mình. Kêu gì bá như vậy nè. Rồi đây, tôi bắn thử bài. Thì gọi là giống lợ lợ thì đương nhiên nó phải có quái à. Bên này nó có cái đầu sọ đỏ đỏ là gì đó. À quái nó vô. À tướng tập tiện hơn nè. Cái kêu 1 với tôi nè. Kêu 2 nè. Hút máu nè. Kêu 3 là bóng ra cái lưỡi dao. Kêu 4 là đổi máu. Do máu này nó đầy không đổi được. Kêu số 1 quăng quả cầu đó. Rồi đổi máu nó xong rồi. Rồi đơn giản thôi. Bây giờ mình thể nâng cấp lên, mình có cái điểm linh hồn nè, mình có thể nâng cấp những cái chiêu lên theo cái ý mình. Thôi map cái chiêu số 1 trước đi. Mấy cái nâng này thì anh em chơi nhiều thì anh em sẽ biết nó bui như thế nào. Còn tôi mới chơi lần đầu thì tôi cũng chả biết đâu. Rồi tiếp theo là mình mua đồ ở shop. Thì shop nó có phân phối cho bản đồ rất nhiều luôn. Mình cứ lợi cái shop bấm B. Đồ trong này á, nó sẽ phân thành 4 cái nhóm chính. Vũ khí nè, Vitality nè, linh hồn nè, rồi FDS. Nói về cái FDS này á, khi anh em thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó hay là team mình phá hủy trụ hay là của đối phương á, thì mình sẽ có thể mà học được cái kêu FDS này. Thì lúc đó mình phải đẩy được cái trụ đối phương đã thì mới nâng được, gọi là kỹ năng lăn cầu tiết á. Thì nó lăn rất là mạnh luôn. Rồi còn cái weapon này thì những cái vị Hego của mình á, anh em bui theo cái đường xét thương đánh tay, nó giống với AD Kagi bên liên minh huyền thoại á.
thì bui theo cái hướng AD á, thì anh em sẽ cần bui vô cái chỉ số weapon này, anh em chọn trên đây weapon. Thì mỗi loại cái này nó đều phân ra bốn lớp á, bốn lớp gọi là bốn cái mức giá, rẻ nhất thì 500 đồng tới 1.250, 3.000, 6.300, thì mình có bao nhiêu thì mình cứ quất vô mấy cái mình ưng ý thôi. Anh em mà thiên hướng đánh tay bui theo hướng AD carry, anh em bui cái dòng weapon này. Còn tanker phòng thủ thì vô vitality. Về phần này thì sẽ tăng đam nè, tốc độ gài đạn nè, tầm bắn nè, hiệu ứng đạn rồi tất cả các thứ vân vân và may may. Rồi vitality này thì vô chỉ số máu, chỉ số phòng thủ, kháng đạn, kháng phép, kháng hiệu ứng đồ vân vân. Thì một số cái con mà bui dạng tăng cơ á, đánh cận chiến đồ vitality rất là ngon luôn. Hiện tại thì tôi thấy con game này nhiều người chơi cái nhánh này lắm, tại vì nó rất là châu chó mà. Với lại người ta chưa quen game nữa, cảm giác bắn vô một thằng bắn hoài không chết rất là dễ nản. Thì cái thứ ba, cái linh hồn này tập trung vào những cái con sử dụng cái kỹ năng như thế này, nó giống như pháp sư đường giữa Abkhazi của anh em. Thì cái nhánh linh hồn bên đây, còn mới chơi mình không biết gì hết, mình bui sao đây, bấm vô cái chữ bui đầu tiên nó có sẵn cho mình để mình lựa chọn, thì cái này là bui thích hợp thôi. Còn tốt nhất hơn nữa, anh em muốn tự tìm hiểu bui theo cái thích mình là tốt nhất. Còn một cách cuối cùng á, cách rất là lười mà tôi hay dùng á, bấm vào gao bui này nè, đó thì sẽ có những cái người chơi khác bui, họ bui rất là nhiều luôn, anh em muốn bui theo họ, anh em bấm vô cái dấu trái tim này rồi đó, bấm vô, họ ghi chú rất là rõ ràng luôn. Đây cái ông này không rõ ràng đâu, ông lười á, đây ông này mới ghi chú nhiều hơn nè. Nếu bạn có 6.300 từ sớm á, hãy bui hút máu đi, bui cái bản good này thì nó cho đam rất là mạnh luôn đó. Ông ghi chú rất là nhiều luôn, 500 nè, co 500 đâu nè. Đi với cái lành khó nè, thì hãy bán cái này về sau, tức là mình farm quái xong mình bán đó, chỉ lên đam nếu như bạn cần. Bây giờ thì bui mấy cái này đó, ông ghi rất là chi tiết luôn, thì mình có thể học cách bui người ta xong rồi mình chọn theo nó thôi đó, đơn giản như vậy. Thì mỗi cái loại á chỉ có bốn lót thôi nha, mình nên cân nhắc lựa chọn cho nó hợp lý. Anh em mua cái xịn quá thì anh em tốn tiền, còn anh em mua cái rẻ quá thì anh em hết lót. Hết lót mình vẫn bán được nhưng mà nó sẽ tốn thêm mấy cái điểm thôi, điểm nó sẽ sử dụng linh hồn như thế này. Ví dụ bây giờ tôi bui cái đường bánh tay đi, bui cái đường bánh tay nè, theo cái chỉ số bui của ông mà Winfell 7 trên tàu vít Twit Bad Lady gây bui 85% win get. Ông này đây, đầu tiên mình bui cái headshot này đó, nó sẽ vô đây. Cái headshot này thì nó cho mình 5% tốc độ bắn và 40% cái khiên đỡ đạn. Ngoài ra thì cái này đỡ đạn rồi nó tăng đam rồi rất nhiều thứ luôn. Mua hai cái này đầu game, ngoài ra một số cái phòng thủ nữa đó, phòng thủ rồi tăng thêm máu với mà hút máu, ok luôn. Tôi bui theo ông thôi, tôi không biết gì đâu, rồi bui hết. Ủa bui xong không cho mình chơi hả? Rồi bây giờ anh em vô có thể là chơi với người được rồi đó, anh em nắm được cơ bản game rồi, vô khi mà biết được cơ bản con game rồi vô chơi một bán nữa là coi như là quen game luôn. Lúc đó anh em chỉ cần nghiên cứu cái mà tương sinh tương khắc, khắc chế mấy kỹ năng của tướng này thôi đó. Tướng này thì nhiều lắm, tôi chỉ mới chơi là con bé này à, Vindica là đại, tự nhiên có cái màu xanh nó rất là nổi lên, nhìn cũng khá đẹp, cầm cây neighbor giống nửa thích nên chơi thử. Còn mấy nhân vật kia tôi chả biết gì đâu, tôi mới chơi có một ván lần đầu tiên là con này, nó có cái mà dành cho người mới nên chơi thử. Con này cũng khá là dễ, chiêu nó quăng quả cầu giống nãy vậy đó, chiêu số 2 nó là bay lên giữa trời, chiêu số 3 là thả con quả, chiêu số 4 là móc cây neighbor. Nó giống giống cái con gì bên mà Apex đây gần đó, con gì cũng có cái chiêu mà bay theo con chim rồi xong rồi biến xong rồi mà cái anti là rút ra cái súng ngắm á. Thì con này cũng vậy luôn, nó tương đối dễ chơi. Anh em mới chơi lần đầu khuyến khích những cái con có dấu like như thế này mà chơi rất là dễ chơi. Bây giờ thì nó chưa có mở server nên tôi cũng chưa có chơi được nữa, mà đánh với máy thì nó không có vui nè. Anh em bấm vô nút play nè, nó có bốn loại nè đó, bấm vô cái nút play đây nó có bốn loại nè. Bây giờ mà bấm vô thì chỉ có đánh với máy thôi, không người đang trong hàng giờ nè. Bấm vào thì nó hiện tại đang đóng server rồi, đang bản tới sớm mà. Còn bây giờ có thể sanh bút là mình có thể vô đây học bọc bạch thoải mái luôn. Còn phúc lịch á, phúc lịch thì đánh với bot cũng không có vui cho mấy, còn cái này là tạo cái trận đấu riêng tư, vẫn là chơi với bot thôi nhưng mà bot khó hơn tí. Rồi bây giờ thì thôi tôi ngừng video này đây, chừng nào chơi được thì vô tôi quay tiếp cái video, cái phần này phần hướng dẫn rồi nha. Rồi ok, bye bye anh em. Ok giờ chúng ta vô làm vài trận ha. Đây bấm vô lay xong rồi chọn cái lay deadlock đầu tiên. Ở trên đây nó sẽ có ba nhân vật, mình á bấm vô nó hiệu ứng tự ưu tiên là màu tím, màu vàng và màu trắng. Thì mình muốn ưu tiên chơi nhân vật nào nhiều nhất á, thì mình chọn nó màu tím, còn nhân vật nào thứ nhì thì mình chọn màu vàng, còn lại màu trắng là nhân vật là thứ yếu thôi. Bây giờ thì tôi mới chơi có mà con bé này lần đầu thôi nên chắc tôi sẽ ưu tiên nó. Rồi là tôi sẽ ưu tiên cái con bé sniper này mới đánh trận đầu tiên đó, thì trận này là trận thứ hai tôi chơi thử nè, nên chơi ngu thì anh em thông cảm nha, muốn chửi gì thì chửi trước đi. Bây giờ là không phải trình độ mình đến đâu mà là đồng đội mình nó có gánh được mình hay không.
Tôi thua là tại đồng đội tôi gà ở nha. Rồi vô hàng chờ. Nhìn mặt nhau là liếc mắt đưa tình trước cái đã. Ủa sao mà mới có mấy móng gì nè ta? Rồi, 10 giây nữa, chúng ta vào game. The strain provoked equals nothing before Đang the chiều nào trước power trời. of the hatreds. Complete the ritual and earn Chết rồi, tôi đi solo đường luôn, lại cái đường xa nhất nữa chứ. Đi solo rồi thì không có ai gánh tôi hết nha. Con game nó cũng tự xếp đường luôn chứ tôi cũng chả biết sao nữa. Bây giờ bắn thua làm gì nè. Chúng quá thấy chưa? Chúng hai viên luôn. Khi con quái nó chết nó sẽ bay ra cái vòng này. Đó, mình phải bắn vô cái cục này để gom thêm đường tí được nữa. Ủa, đâu quay mình nhầm. I must improve my powers. Có kẻ đi ngay lính luôn thấy không? Mày thấy chuyên nghiệp chưa? I need some equipment. Tôi mới coi trên mà bên kia thấy thanh niên đó làm trò đó cho tôi cũng chả biết nữa. Cho đổi chưa đó. Chết rồi, bồ mình chưa chỉ trên là bị mà hết lút rồi. Blood is but one path to power. Rồi, mua gì đầu tiên đây? Thanh niên này vui là bét vui luôn đó hả? À? Cái này, chả biết nó là cái gì. Hình như là bắn vô đầu thì nó tăng đam hay là gì á. Solo bạn. You will know pain. Bộ liệu bộ đạo. Hên hên gặp mấy thằng không biết chơi rồi. Mình hay bán chắc nó mới một bán thôi. Ủa? Có đánh cận chiến nữa nè. Ủa? Sao con quái chết nó không bay bay ra cái gì đó tôi nhặt đó. Này cái gì? Ô, đi. Ô. Mới mới hàng mới, đó giờ mới biết. Mấy cái hồi máu đi, mình hiểu quá. Tôi thấy có thanh niên đi vô đây là nó hồi máu rất nhanh luôn mà tôi không biết đi vô làm sao. Hồi máu làm sao? Gì nữa đây? Time to die. Dính này à. Bình tĩnh bạn ơi. Trời ơi kỹ thuật. Ôi về 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 về. Gác nó hai mạng rồi bạn. Bây giờ mình đang ít. Ủa bấm đúng rồi, tính đâu bấm lộn số 2 chứ. Mát khi hút máu này người ta. Thôi trừ 3 giây cooldown thì nó lâu thôi đó. Bây giờ không biết mua gì nữa nè. Mua cái này ha. Tôi cũng không biết là gì đâu, nhưng mà thấy thì cứ mua thôi. Đường mình à đúng rồi đường tím, chết rồi đẩy vô chuột rồi. Để tôi giàu hơn cái thằng giàu nhất bên tay bên kia luôn nha. Chắc mà trận đầu là tôi chơi tôi ăn hành dữ dội nên nó mới xếp vô cái thêm đỡ đỡ cho tôi chơi trải nghiệm game á.
the agony. Bye bye. Mình giỡn tí thôi bạn ơi. Mình giỡn tí mà bạn làm căng quá. This is just a taste of what's to come. Your time runs short. Ê ê, sư giật chi? Your death is inevitable. Time to die. Ổn không ổn không ổn, bình tĩnh. I wonder what I can afford. Mua gì vậy? Long gan. Sâu gì mỹ thích chót vậy đó, thôi mua đại đi. Suy nghĩ nữa. There's no escape. I'm afraid. Ba mạng dễ dàng. Có chiêu số 4 mà. Chiêu số 4 là đổi máu nhưng mà tôi không biết đổi như sao nữa. Mình thì không dám đi lên nữa, cái màn hình mà nó bị mình gác hai mạng là lại đẩy liên tục. Chết rồi, nó đánh chủ mình hả gì? À không, mình đánh chủ nó. Lúc đu trên dây á, mình có thể nhấn F để tăng tốc nữa. Nhưng mà nó hồi lâu lắm nên tôi cũng chưa biết nhấn hay không. Đây, có hành niên kia chỉ bùi sao thì cứ bùi theo anh chị đi. Cần gì biết nó là cái gì. Cái này là cái gì nè? Tăng hút máu phép gì đó. Tăng cái lượng đạn với hồi máu lên. Có hồi máu thì trụ đường ngon. Has been destroyed. You won't walk away from this. Dính luôn. Give me your essence. Your time runs short. The blood will flow down Broadway. Tôi không biết lên ti của tôi là nó có thấy trục như nó nên chưa có bấm vội cái là to luôn á. Hình như nó là hồi máu nếu như tôi đoán không nhầm. Tôi về đó, bấm nút F là nó boss lên cái tăng tốc. Đó, đâu rồi? Mua tiếp gì vậy? Kháng phép gì, cooldown, hồi máu gì đó. Cô này nên bui cái hệ gì đó. Đây, nó đổi cái thằng khác lên mà đường lam tím với tôi mà. Ủa, sống chạy được ta. Farm số 4 liên tục vậy mà nó không dính là không. Bớ vẩn, kim lỗi à. 10 giây, bây giờ bị sức đau chết rồi. 03, 13, 02, trời ơi, thêm gánh tôi đi. Đây tôi qua cái lan bên này, tụi nó sắp toàn bên này rồi. Cái gì đấy? Hai mạng gọn lẹ. Bọn nó ăn chứ không phải tôi ăn nha. Bây giờ đánh chuẩn nè.
Không. Này là gì đây? Blood money spends as good as anything. Này giống dắt cho liên binh quá vậy. This is just a taste of it. You will know. The work continues. Đồng. You won't walk away from this. Ủa đâu rồi? Chạy, đợi mình với bạn ơi. À, đu dây được mà. Bye bye. Có tiền rồi, có 2000 rồi. Cái chiêu cuối mình là sao ta? Nó đổi máu với mục tiêu mà. Mà nãy giờ đổi không được, không biết sao nữa. Hình như cái tầm nó ngắn lắm. Ủa đây đâu vậy? À, nhà mình. Bây giờ nắng gì nó giờ? Hay là để 3000 nắng này luôn. Thôi tăng tốc độ di chuyển đi. Nó đẩy cái đường màu cam của mình nó rồi. Gặp phòng thủ nó mới được. Đánh trụ hả bạn? Fiscus is on the bridge. This is just a taste of what's to come. Chúng giờ, chúng giờ. Nó sắp chết luôn anh. Nó biến thành cục vừa. Hit nữa bạn ơi, một hit nữa. Your time runs. Ủa bò hay địch vậy? Gì nó phá trụ ghê á. Có bò bọc sau lưng này. Ủa sao bò không phá? Cái đồ này khó chịu dữ thiệt á. Đẩy luôn mấy bạn ơi. Tiến lên những người anh em. Ủa sao mình chạy nhanh như ta, bò nó bút như vậy. Cái gì? À cái trụ. Đánh gì biết nào nó chết trời. Thôi về bạn ơi, mình về bạn ơi. Mình có 3000 rồi, mình về thôi bạn. Nè, có cái boss fit nè. Mua tiếp gì vậy? 3000 á? Ủa? 3000 sao? 3500 lên giá hả? Lạm phát à? Hay là bữa này ta? Di chuyển đến đằng trước và nhận cái hiệu ứng là kháng đạn. Không. Không biết. Mua cái này đàng hoàng là chết luôn á. Rồi hết màu cam rồi. Đổi đợt. Đổi lên đây đi. Ba rưỡi 4000 á. Rồi để dành tiền.
có mấy cái bãi quái nó nằm ở đâu trong này nè. À đây nè. Rồi rồi, có nằm mấy đồng. Ủa sao ông bộ nó đứng yên đó rồi? Face me. Give me your... We pray for salvation. That will never come. Rồi rồi. Bắt cửa giữa kìa. Ủa, điên này điên nào vậy? Hả? Our purple guardian. Ý ở đây mua được đó nè. Nãy mua gì đó. Thôi mua đại đi, suy nghĩ làm gì. Đường nào với bạn? Nó cổng bể trụ bây giờ. Ủa bị gì vậy nào? Tôi vừa làm cái gì đó hình như là nó hơi gồ lắm á. Không để ý nữa. Đó là gì? Time to die. Nãy gì đó? Ủa? Thôi rồi. Ê ê ê, đau 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 đau. Dạ 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 dạ. This is just the beginning. You will suffer. Chùa mình con với bạn. Hồi máu, hồi máu. Trời ơi, nó đứng yên ghê luôn. Rồi, bộ nó ăn sạch cái đồ hết rồi. Ây da, nó đánh đầu hả? Cái này là cái gì ta? Thôi mua đồ. Mình thả mấy bạn đó lên tới dưới để vô game nó cân bằng lại. 3.500 hả? 4.200 hả? Cái này là lên giáp kháng phép. Cái đam này màu tím chắc là đam phép á, màu vàng là đam vật lý nè. Chắc lên cái này đi. 4.250 cũng lâu à. Yêu ba mát của mình thì nó thêm 6 lưỡi dao. Enemy bị sai lầm luôn, cái chiêu này cái tầm nó ngắn ngủn là có 7 mét à. 7 mét là nhiêu trời? Rồi, không đổi máu được, tầm 7 mét ngắn quá. Cố thủ mấy bạn ơi. Tem mình hơn tem nó 6k tiền mà sao thấy thọt dữ ta. À cái trụ nè. Nên mình mất nguyên cái hàng bên này rồi. Nó không thì mất nguyên cái hàng này nè. Mình còn hơn nó một trụ thôi. Hơn cái trụ này nè. Rồi sắp bể luôn rồi. Nãy tới mua cái này phải không? Để nó kháng phép mình thấy.
bây giờ thì nó bắn sát thương vật lý khá nhiều. Ô, con này giống Liquid Phép đó ha, nó có lá bài gì đó nè. Rồi bảy trụ rồi. Thôi không boost đâu, tí nữa về mình mới boost. Rồi bắt lẻ nó, bắt lẻ. Tôi không biết game này nó pin sao nữa. This is just the beginning. Cái này là gì? Một lớp, một lớp. Your death is... Tên nó hết rồi. Đuổi không? Con nào nó đuổi không? Đi được hồi máu nè. Nó đẩy đường đó, mình đẩy đường này. Coi tên nào đẩy nhanh. Tôi hết máu rồi nên bây giờ tôi về nó cũng không khác gì mấy cả. Còn máu mình với bạn thôi. Đấy vậy anh. No. Không bắn rồi nó được. Cái chiêu phi dao của tôi là nó đốt máu rồi luôn đó nha. Bây giờ this is just a taste of what's to come. Don't let them destroy me. Rồi không phải. Soon you will win. Rồi không win. Ủa chú win đó hả? Enemies have reached our stronghold. Đánh đầu á. Rồi có tiền rồi, 6.000 luôn. Hút máu nè. Rồi mua cái hút máu đi, coi như cái chỉ số phòng thủ của mình. Impressive. Wait until I get going. Trừ 40 giây full down cũng được. Trừ 10% máu tối thiểu của quân địch là sao ta? Rồi bên nó thằng này nó quýt game luôn rồi, mới 5.000 tiền nó quýt rồi. 6 đến 5 thì nó đỡ hơn là 5 đến 4 không? Hút máu thì kinh luôn. You will know pain. Your strength. Yeah.
is just the beginning. Gì mà gói loạn trên hả? Trời ơi, hết máu rồi. Chết rồi. Tôi không biết cái chiêu này của nó là cái gì nữa. Coi có cái chỉ số nào mình kháng phép không. Không, không có nào kháng phép cả. Có cái này 4250 kháng phép nè. Thì tí nữa tôi bán cái một mà đi. Bán này bán sao ta? Hả? À, bấm vô là bán luôn. Bán là giờ tiền đâu mua chứ ngu rồi. 4250. Thì mình chết nằm mạng. Đường nào ha, đường sao? Ê, đường tram nó đang đẩy. Hai đến một bạn thôi, ba đến một bạn thôi. Cái gì? Rồi con dắt nó lại. Đấm tay luôn nè. Người này đã đặt cái ủ súng giống Heimerdinger quá ha. Hả? Trời ơi, bị đúc đích không ấy. Trời ơi, lôi đuổi dắt quá. Thôi, có tiền mua mà cái kháng phép này nè. Bây giờ mua gì nữa rồi ta? Chắc là bui thêm cái đâm phép mình đi. Không, con này không thấy bui đâm phép. Con này ông chỉ mấy cái kêu mà ạt tiêu thì tôi không biết bấm sao ra cái ạt tiêu nữa. Bây giờ hút nó được câm lặng luôn. Rồi. Để bên nó đẩy quá gì ta? Bên nó có 5 thằng mà nó đẩy kinh gì này không? 37.000 đây. Rồi chết này. Chết này mới quan trọng nè. Một mắt này. I'm under attack. Đi đường đây đây. Chấp chết tôi ngồi. Bộ có kêu bơm máu không? Nó lạo vô cái nó bốc hơi luôn. Ảnh tính 1/6 gì đó. Giờ bắn mấy cục cái gì nữa trời. 3-2, ủa 6-5 mà còn tôi nó thôi rồi. Xuống cục hết đánh tôi không gì đó. Game dễ, hơn người là game dễ. 5-6 liền. Tính ra mình cũng không phế lắm nhá. Con này cũng được mà cái chiêu cuối nó không biết sao ngắn tèo quá à. Cái này là gì? À cái lượng tiền mình dẫn nó
khá là nhiều. Rồi, làm giận đấy ha. Người đầu tiên con bé này mà ta. Rồi nó lại vô ngay con bé này nữa rồi. Không đi chơi con này mà. My life for their blood. Con dắt nè. Con này giống Kennen, thằng điện này là giống Kennen, nó bắn ra cái quả cầu điện hồi nãy với mà cái chiêu bên đi nó nổ ra cái dùng điện á. Còn mấy con kia thì tôi chả biết nữa. Tiếng đứa mà không ai vô nhìn vậy. Cái chiêu này có 7 mét rồi trời. Khi mà cáp thì mình được 40% tốc độ bắn với 40% kháng linh trong 8 giây. Your beauty need not fade. Cái chiêu số 3 con này nó nhanh quá à. Tôi không quen bấm. Rồi lại đi đường đơn nữa rồi. Rồi dướng trần này. Còn nó bắn đầu lắm. Không dám chơi nó đâu. Được rồi anh em ơi. Cái chiều nó xa dữ vậy. What do you say, I someone's using the noodle. You will know. A small price to pay. You won't walk away from this. Give me your essence. Time to die. Ăn thành đây, ăn thành đây. Bùi thủ rồi. Không bùi công nữa. Yield. Nó cũng nửa máu như mình hả? I will watch them ride. Come. Die. Chạy rồi. Now die. Nó chạy cho mình về luôn. Ăn hành quá, không có farm được. Mình 1.500 nó 1.300 tiền thì tính ra cũng na ná như nhau à. Ủa nãy mình đi đường màu cam.
then the strength of my resolve. You will know pain. Your time runs short. It starts with a simple... The end comes. This is just a taste of what's to come. Time to come. Your vitality belongs to you. This is just the beginning. Feel the agony. Okay, quan dĩ mà không trúng đó. Lash is living up to his reputation. You won't walk away from this. I see haze. Face me! Misery comes for you. Thì mình bắn yếu như đó. Your enemies will curse your name. Your strength will be mine. Soon you will suffer. You will know me. Your enemy is going to die. Bò quá chậm rồi. Nó về, nó về, nó không dám lại đâu. Phá trụ thôi. From here only misery will fall. I'm revitalized. There is power in pain. The end comes. You will be weak. Die. This is just a taste of what's to come. Today, Oathkeeper receives his payment in spades. I paid the price. Now die. Để bắn gì không? Nó đi đâu rồi? I wonder what I can afford. If you like that, I got some other stuff that fell off the truck. Cái đồ gì đẹp mày mua đó thôi. Để chủ luôn, để chủ luôn. À nó còn cái này. Time to die. You will suffer. Your life sustains. You won't walk away from this. Feel the agony. Soon you will suffer. Chính nè.
Mid-boss has arrived. To the city. You're mine. Lúc này là em lấy máu rồi. Face me. This is just the beginning. Misery comes for you. Ừ, tự nhiên nó nhảy ra dịp cho mình luôn. Vãi anh đi. You will know. This is just the beginning. Our purple guardian is being destroyed. I made the path. Now die! Your death is inevitable. Bố mùi là gì ta? The urn is ours. Your time runs short. Die. They will. Here only misery will fall. This is just a taste of what's to come. Your life is gone. Chơi dại rồi bạn ơi. Thấy bình thường các bạn lâu lên hả? Time to die. Đánh bài bạn luôn nè. From here only misery will fall. Thành công. Bá ngán 900 tiền. Thôi ở giàu rồi, tôi giàu rồi. Mua gì đây? Sụp bình thôi. Không biết mua gì hết. 3.900 mua này 3.500 hả? Thôi mua đại đi. Ủa? Thôi mua đại đi. Biết nó là gì đâu. Qua màu vàng giúp nó nè anh em ơi. You won't walk away. You see what those mean? It's not my time to die. Oathkeeper has been satisfied. Về hồi máu một cái. Đi đường màu xanh dương. Tụi nó đang cơ bát đó. Chết thằng bồ rồi. Đang 2 đấu 3 đó mấy anh. Rút đi, rút đi. Rồi thằng bồ chết nó. You will know. Your time runs. Nó bắn ghét dữ vậy ta. Victory. Ê, giật. Apenas estoy empezando. Cái chiêu dựng tường này nó hay quá đó. Cản được biết bao lâu thời gian nữa. Time to die. Your death is inevitable. The crows are dead. Tough one. Your life is mine. Feel the agony. Hãy cùng đi, nó đẩy đường mà màu cam với màu tím thì kể nó mình cứ chơi đường này thẳng luôn tướng luôn. Chơi luôn hả? Không không về hả? A
Ê, kẻ, kẻ, kẻ. Này là gì đây? Thôi, chạy, chạy, chạy. Đập đáp cái chiêu bà lắm. My power comes at a cost. Pain is the price of victory. Rồi, bò hẻo cho anh hai thằng luôn. Bây giờ lấy 4-6. Mua gì nữa vậy? Tôi không biết cái gì là cái gì cả. Mua đẩy đây. Here's your chance to shape your destiny. Rồi, qua thủ này à, kinh hoài. Tôi không biết bên trong game này sao luôn. Để quái cho lên cao cao. Cái gì đó. Đó là gì? Our blue guardian has been defeated. Ngoài 5-5. Tôi đẩy cái đường này thẳng luôn. The urn has been dropped. I think that's it. Our orange guardian has been defeated. They crave for salvation. That will never come. The urn is ours. Bị 2000 lên sao? Face me. This is just a taste of what's to come. Giờ này nó hai thằng đây à. The end. Soon you will suffer. Hai em mấy anh ơi, sống đứng dây được nha. Nó đuổi chỗ này sao mà chạy? Bên này hai thằng thì mấy lan kia thì nó thoải mái luôn. Ngon. Mua gì nữa giọt. Hả? À bây giờ mới bỏ cái có cái mà kháng làm chậm hay gì nữa. Khi mà gây sát thương phép cho quân địch có khả năng làm chậm quân địch luôn. Ngon. Cái chiêu này thì thôi nâng lên cho có đi. Lỡ mát chiêu này luôn. Bây giờ nó phá mất cái trụ vàng rồi gì. Nó về luôn rồi. Đây mình lại hai thanh niên nằm nữa rồi. Trời, phá mấy con quái mà mình mất nhiều máu rồi đó hả? Rồi, tụi nó mất 3 thằng này, mình đẩy vô là win luôn á. Không chắc siêu win đâu, mới có 10 mấy phút à. Hit nữa mấy bạn ơi. Trời ơi, đồng đội mình là nó bắn đã đựng bắn trụ là nó chết luôn rồi. Cái chiêu của nó ghê quá vậy. Rồi, mình mới có 2 điểm thủ là chịu không nổi đâu. Nè, kháng làm chậm nè. Chắc phải lên này đi. Còn cái điểm cuối là lên cái này. Sau đó mình thay cái hút máu bằng cái này luôn. Giúp led này là sao đó.
New hả? Cái này đang đâm phép. Rồi, tí nữa tính. The smart will run, the foolish will die. You will know your death is inevitable. Anh chạy đâu rồi? This is just a taste of what's coming. Your time runs short. Our blue war has been destroyed. Feel the agony. You will. Starts with a single. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Your fate has been sealed. You will suffer. Cái chiêu lửa với cái chiêu điện nó đi với nhau rồi thì thôi rồi, đúng bá đạo luôn. Bồn nó rút về hết rồi. Anh điên này về cũng đấy với bạn ơi, về đấy gì. Rồi không về nè, lì nè. Con này nó mạnh quá à. Không biết cái chiêu này của nó là cái gì nữa. Chỉ biết là đâm phép thôi. Nên tí nữa mình bui kháng phép vô. Stream mình nằm ở trên nè. Đây nằm nữa cái nào mệt nhá. Chết rồi, đứa nó điên vô cái trụ rồi. Cũng thành công. Đến luôn mấy bạn ơi. You will know soon. Bất lộn bóng đèo. Này cái gì đây? Rồi nói cái con quỷ điện đó cay, phải lên kháng phép mới được. 4250 á, với 300 tiền. Con điện này nó sao nó mạnh dữ vậy ta? Nè, nó giật tôi cái hết cả máu luôn. Hay là tại mình mỏng quá chứ không phải là nó mạnh quá. Rồi đem chết ngược cái cho nơi. Ngang tiền hai bên, không bên nào thua bên nào. Phải đi farm mới được. Farm có mấy bãi quái nhỏ nhỏ trong nhà nè. Mà không quen map thì sao đi tìm được ta? Về anh ơi, về anh ơi, nó đẩy qua kia đó. Nó đẩy đường cam nè. Rồi mua đồ phát. Swing by anytime. Đừng cam phải không? Your time runs short. No one's to
Thằng đó có 12k tiền à. Vậy mà nó dám đẩy lên giữa 4-5 thằng á. Cầm lặng nó, ngay cái lúc nó trên tôi luôn. Cứu. Enemies have reached our stronghold. Grow. Thôi ơi. Vậy mà không giết được kia nữa. Rồi, chúng ta tiếp tục về bảng điểm số. Long Dam sâu gì đây? Lên cái điểm linh hồn 20 khúc máu phép luôn. Nên lên không ta? Thôi, mình còn một lót màu cao mà cũng chưa có vội đâu. Cứ để đó từ từ đi. Màu tím thì... bắn nó sẽ làm chậm thì cũng ngon. Ủa nhưng mà nó hiện hình cái ổ phá là sao? À đã mua rồi, đã mua rồi. Sugi, hơi ngu. Cứu được bộ, nó vẫn sống hay quá. Thằng kia bốc lớp rồi, Hả? Đây cũng mua được nữa. Chết rồi, đường này đường nào vậy? Cái gì nó sáng trưng nè. Hả? Ủa? Cầm cái này không được cầm súng hay sao? Làm gì vậy? Nè, có cái lọ nè mấy anh. Trời, giật cái mình. Bà ơi, bà cầm đứng ngắm đứng kế bên đó hả? Thằng đó mạnh lắm, không chơi nó đâu. Cái gì ghê vậy? Ô. Oh. À. Time to die. Your death is inevitable. Anh em đâu hết rồi? Để quái lên. Trời ơi, nó chơi combo mà khủng khiếp nha. Đỡ như méo gì được không biết nữa. Bộ kêu con này nó bá đạo dữ hả ta? Tí nữa ra tôi thử hàng này coi. Còn đội mũ gì mà còn đỏ đỏ nè. Con này nè.
với mà con đội mũ lần nào đó. Này phải không? Như không phải. Đi có tiền có tiền. Rồi để 6.3 mua được. Chắc không có 6.3 đâu. Bồ ở đây kiểu này thì ba 30 giây á, tôi lướt qua tới bển là chắc khoảng còn 25 giây nó mới ra. Rồi đúng 25 giây nữa nó mới ra, trong lúc đó là mình gắng đập phá đi. Ấy. Cái gì đấy đây? Anh em biết cú nảy của thằng Jack không? Cảm giác cái gian luôn á. Tự nhiên là dính vô cái nó tưng qua tưng lại. Tưng nó đứng màn hình luôn. Thành feeder rồi. Nó tưng như cái bong bóng vậy đó. Bây giờ thôi 6-3 đi. Nó có 46 còn lâu lắm. Còn tôi thọt tiền dữ đó. Nghèo nhất tem luôn nè anh em thấy chưa. 40 ngàn. Ủa không, mình 22 ngàn. Con bé này mới nghèo nhất tem. Ủa coi được cam mấy người khác luôn hả? Cái gì đây? Giống con tê quýt quá vậy. Chụp chích chiếu á. Ôi nó bắn rồi. Vô tử liền rồi. Ôi nó bắn kinh phết đó nha. Bộ ba không nổi. Ôi, nó bắn một lần nó ngàn đâm luôn á. Nhìn đây đi. Chết rồi, thằng lửa nó móc sau lưng nguyên tem rồi. Đó, thằng này chắc. Your time runs short. Anh Liên chắc nó phước cũng dữ lắm á. Bị sợ tuôn lại bị câm lặng nữa. Bắn gì vậy? Ý nó bắn tôi kìa. Rồi bên đó chết sạch vậy nè. Còn nữa anh. Ta nữa chứ. À không, con này con khác giết mình. Thôi có tiền rồi. Buổi gì vậy? Ủa cái này nó vô ép lép hả? Chị mình đâu cần phải thay thế cái nào ở đây đâu. Đam này đâm súng. Nó bắn mình khủng khiếp luôn. Con này nó bui súng không à. Tiền nó cũng nhiều nữa. Chả ai nghèo như mình hết. À, này là gì? Bullet Dan. Vũ điệu của đạn. Từ từ anh em ơi, đợi người ơi. Một phút nữa thì mới được tăng tốc trên Jeep Line. Chống mặt quá à.
Tôi bắn nó có 700 à. Không trúng luôn. Gì đây? Your death is inevitable. Rồi bị 7 đổi máu bạn ơi. Anh em thấy chiến thuật của tôi chưa? Excellent. Giả bộ là bị bắt lẻ thôi. Enemies have breached our stronghold. Let's take their titan. You're mine. From here only. Trong đó có đường ha. New York is my city. Nó làm gì nữa vậy? Mà bắn thằng này quá. Không bắn được, tại sao? Your time runs short. Soon you will. Chạy à, chạy à. This is just a chạy taste à. Cái chiêu 2 này đáng lẽ nên bấm để nó ra liền á. Ai gì phải giơ cái tay lên rồi chọn cái mục tiêu nữa. Thôi, chơi tạm hai game thôi, nhức đầu chóng mặt quá rồi. Trời ơi, nhìn tiền người ta 40.000 à, 48.000 à. Trong khi tôi có hai mấy ngàn à. Không được cái win vi hiệu rồi luôn à. Thấy cái cụ bắp chưa? Trời ơi, phế dữ thiệt. Tổng cộng linh hồn thì mình 28.000 hơn được hai thanh niên này. Bên này hai ông nội này tiếp điên cuồng luôn, 117. Ôi giời ơi, ông chơi game với nó hơn bồ không chết một mạng luôn nè. Mình tới quýt trụ chích chiếu chiếu nè. Nó bui sao ta? Dịnh gì sao biết nó bui sao? 2006 máu, hồi máu 4 giây, DPS 410, DPS 308, 200, 200, DPS nó kinh dữ gì đó. DPS tôi có 192 nè, nên biết phế cơ nào đó. 1 nè, 1 nè, 2 nè, 1 nè, 1 nè. Trời ơi, kệ bồ gánh, win là được. Rồi, game này thì đến 2 giờ sáng là nó đã đóng cửa server. Thứ hai, thứ ba thôi, tới thứ tư cái nó nghỉ. Thứ tư, thứ năm cái nó không có chơi. Tới thứ sáu, thứ bảy nó lại mở server từ 10 giờ sáng đến 2 giờ đêm tiếp. Đó, thì con game này anh em là muốn chơi bây giờ chỉ có bạn bè bay thôi. Ngoài ra thì chưa có cách nào khác. Tôi cũng không biết họ mở cái bản mà playtest này đến khi nào lận. Nên chúng ta cứ chờ đến khi đó thôi. Khi nào ra phiên bản chính thức thì cũng ổn hơn. Tôi chơi nãy giờ có mấy lần đó, cái cận khung hình nhưng mà nó góp FPS đó. Rồi, ok, bye bye anh em.